Hello, chào các anh em, chào mọi thằng mình. Và chắc chắn rồi, mình rất mong mọi người vẫn giữ sức khỏe để có thể qua được những ngày dịch đang rất là mệt mỏi này. Và trong chủ đề video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về những chai nước hoa Hidden Gem, hay còn tạm dịch đó là những mùi hương ngọc trong đá. Điểm chung của những chai Hidden Gem này đó là nó có thể rất là đắt hoặc có thể rất là rẻ, nhưng tự chung lại nó được ít người biết đến, mặc dù mùi hương của nó thì rất là bá đạo, rất là 10 trên 10. Và trong cái chủ đề video ngày mình sẽ giới thiệu cho anh em 10 chai nước hoa mà với quan điểm cá nhân của mình đó là Hidden Gem. Bởi vì bản chất Hidden Gem nó không có một cái quy chuẩn, không hề có một cái barem nào để áp vào cả. Chúng ta ngửi, chúng ta cảm nhận rằng nó xứng đáng là Hidden Gem thì nó sẽ là ngọc trong đá, còn lại thì không phải là một cái quy chuẩn. Cho nên có thể đối với mình nó là một cái gì đó nó rất là rực rỡ, nhưng đối với các anh em nó rất là một cái gì đấy nó tệ hại, thì cũng là đấy là điều hết sức bình thường. Và nếu như các bạn lần đầu xem channel này của mình thì mình rất hy vọng mọi người bấm like và subscribe kênh của mình để mình có thể chia sẻ được nhiều hơn những cái gì mình biết về thế giới mùi hương này. Còn bây giờ chúng ta hãy ngồi thư giãn và xem video của mình nhé. Ok, let's go. Ở vị số 10 là một sản phẩm của nhà Maison Francis Kurkdjian. Nhắc đến nhà nước hoa này, chúng ta thường hay nghĩ đến Uncertainty hoặc là 540. Đấy là những sản phẩm mà chúng được biết đến rất là rộng rãi ở trên thị trường. Nhưng nhà nước hoa này còn có một sản phẩm mà được ít được biết đến hơn, và cái giá trị mùi hương của nó mình nghĩ rằng xứng đáng được mọi người biết đến rộng rãi, đó là Grand Soir. Một mùi hương kết hợp giữa amber và vani rất là độc đáo. Cá nhân mình thì mình cũng chưa gặp một cái chai nước hoa nào có cái nét tương đồng với Grand Soir, nhưng mùi hương này nó không phải là để lần đầu tiên ngửi chúng ta cảm thấy thích, thậm chí là 2-3 lần đầu chúng ta ngửi chúng ta sẽ vẫn cảm thấy một cái gì đấy nó hơi gợn mũi. Nhưng mà về lâu về dài thì mình nghĩ rằng mùi hương này sẽ rất là thú vị. Có lẽ bởi vì lý do này cho nên Grand Soir nó không được định mũi bằng Uncertainty hoặc là 540. Khi mà lần đầu tiên ngửi hai chai nước hoa đấy thì nó dễ dành một cái thiện cảm hơn. Cho nên chai nước hoa này ít nhiều bị lép vế hơn, mặc dù mùi hương của nó cũng rất là bá đạo. Cho nên ở vị số 10 mình sẽ cho rằng ngọc trong đá đó là Grand Soir của nhà MFK. Ở vị số 9 đó là một sản phẩm của nhà Banana Republic, và chai nước hoa này có tên Tobacco and Tonkabin. Với mình đây là một mùi hương thuốc lá rất là xuất sắc. Mặc dù nó là một sản phẩm đến từ một thương hiệu làm thời trang và nước hoa chỉ là một mảng của họ thôi, nhưng đây là một mùi hương xuất sắc. Cái giá trị mùi hương khi mà xịt thì mình cảm giác rằng nó xứng đáng phải là tầm từ 200 hoặc hơn 200 đô đó. Với một mùi thuốc lá mềm rất là mượt khi mà ngửi, có một cái nét tương đồng với Herod. Nói chung đây là một cái sự lựa chọn rất là ngon, rất là ngon bổ rẻ trong những ngày lạnh. Và Hidden Gem, đây chính xác là Hidden Gem Tobacco and Tonkabin. Ở vị trí số 8 đó là một sản phẩm của nhà Prada. Nhà nước hoa này thông thường được chúng ta hay nhớ đến đó là những chai nước hoa Shopee mùi hương của Iris Powdery, rất là nhẹ nhàng, rất là thanh lịch, đàn ông nam tính, với Prada Loam Intense đó. Nhưng họ có một sản phẩm mà sử dụng nốt nguyên liệu hoắc hương rất là ok, đó là Prada Amber Plum Intense. Nếu như chúng ta cần tìm một mùi hương hoắc hương, một mùi hương của đất, một mùi hương của classic và cái giá thành của nó không phải là đắt, thì Prada Amber Plum Intense là một trong những chai nước hoa như thế. Nếu có một cái bảng xếp hạng những chai nước hoa top 10 chai hoắc hương thì chắc chắn rồi Amber Plum Intense phải có trong cái list 10 chai nước hoa này. Một cái mùi hương hoắc hương tuyệt vời. Anh em nào mà ưa thích cái tông mùi nó hơi dạng như kiểu nó khác biệt với phần còn lại ấy, nhưng không phải là dạng kiểu dị biệt nhé, mà chúng ta cần một cái mùi hương nó khác biệt với cái số đông, ví dụ như Dior, Sauvage hoặc là The One, thì Prada Amber Plum Intense là như thế. Một viên ngọc của nhà Prada. Ở vị trí số 7 đó là một sản phẩm của nhà Sekiluten. Thực ra thì trong giới anh em nào mà chơi niche đã lâu thì thương hiệu này không phải là quá xa lạ. Thế nhưng đối với đa phần về cơ bản mặt bằng thì chúng ta sẽ cảm thấy nhà nước hoa này nghe nó hơi lạ tai. Đó thì chai nước hoa nào nhà nước hoa này mình muốn giới thiệu đến cho các anh em đó là Santa Magic Q. Tuyệt vời. Rất là ok. Một chút tông của gỗ, một chút ngọt và ấm.
tạo nên một cái mùi hương nó đúng là một cái chất gì đấy rất là pháp, một cái chất pháp rất là rõ ràng cho mọi người. Mình không biết là nhưng mà các anh em có comment hỏi mình chất pháp làm như thế nào thì nói thật là mình không thể diễn tả lại được. Chỉ đơn thuần là với những cái gì mình đã từng tiếp xúc qua những bài hát, qua những bộ phim hoặc là những cái hình ảnh của Harry hoặc là cái gì đấy, thì khi mà mình ngửi chai nước hoa này mình cảm thấy nó có một cái gì đó lắng đọng, nó sâu sâu lắng và nó một cái chất pháp nó rất là rõ ràng. Thì nếu mà các anh em nào đang cần tìm một tông mùi gỗ thì Santer Majuscule hạ tiền luôn, không phải lăn tăn gì cả, rất xứng đáng với cái giá tiền mà chúng ta sẽ bỏ ra. Ở vị trí số 6 đó là một sản phẩm của nhà Kander, một nhà nước hoa niche đến từ Tây Ban Nha. Mình nghĩ rằng không nhiều các anh em biết đến nhà nước hoa này, và chai nước hoa mình muốn giới thiệu ở đây đó là D600. Một chai nước hoa có sử dụng iris kết hợp cùng với ngọt và một chút cay nồng của bạch đậu khấu. Chai nước hoa này thì dù sao nó là một cái chai nước hoa sử dụng tông iris, tông phấn phấn, cho nên đầu tiên các anh em phải xác định đó là chúng ta có một thiện cảm với những cái tông mùi có một chút gì đó nó hơi phấn phấn. Còn lại nếu không thì đừng nên thử chai nước hoa này. Còn đổi lại, nếu như chúng ta ưa thích cái tông, cái nốt mùi của hoa diên vĩ thì D600 rất đáng để chúng ta thử. Thật ra thì mình cũng đã từng đọc những cái anh em thử mùi hương này và chê là không xứng đáng. Thế nhưng mà như mình đã nói, mỗi người một quan điểm, mỗi người một cảm nhận. Nhưng đối với mình thì mình nghĩ rằng đây là một viên ngọc rất đáng để thử cho chúng ta thử. Đặc biệt nếu như kênh em nào yêu thích mùi hương của hoa diên vĩ thì D600 của nhà Kander Barcelona cũng đáng để chúng ta bỏ ra để mà thẩm đó. Ở vị trí số 5 đó là một sản phẩm của nhà Honey & Murray và nó có tên HM. Ở chai nước hoa này nó có sử dụng một nguyên liệu đó là blackcurrant của lý chua đen. Và khi mà chúng ta không quen xịt những chai nước hoa nào có sử dụng nốt hương này, chúng ta sẽ cảm thấy nó khá là khai bởi vì mùi hương của nó được đánh giá là có nét với nước tiểu của con mèo. Nhưng chai nước hoa này đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Một cái vị ngọt, một cái vị ngậy giống như một một ly kem chanh đó. Và chai nước hoa này nó không dành cho số đông, vì khi mà chúng ta ngửi mùi hương này thì nó sẽ rất là khác lạ với tất cả những chai nước hoa được bán, kể cả là niche, kể cả là indie. Chai nước hoa này có một cái tông mùi rất là khác lạ so với những chai nước hoa mà các anh em từng được hay ngửi. Cho nên cái gì nếu mà đã ít thì nó cũng sẽ là khó cho lần đầu, nhưng nếu như chúng ta kiên nhẫn thì đây là một chai nước hoa có mùi hương rất là thú vị, rất là thú vị. Honey & Murray HM, chai này đã bị ngừng sản xuất. Tiếp chai này bây giờ thì nó vẫn còn hàng nhưng không phải là dễ mua. Dù sao đây là một chai nước hoa rất là thú vị. Ở vị trí số 4 nó là Gear, Nest by Gear, một thương hiệu của Na Uy. Chai nước hoa này thật ra là mùi hương của nó không phải là quá đặc biệt. Nó là một dạng hương hoa và đôi khi chúng ta sẽ có một cái nét gì đến giống với Chanel Album Sport một chút xíu thôi. Nhưng xịt chai nước hoa này vào những ngày lạnh, không phải là lạnh hẳn mà hơi se se lạnh và mưa phùn thì không còn gì để nói, tuyệt vời. Còn lại thì ngày hè nóng cũng không được, ngày thu mình không quá thích. Mình chỉ thích xịt chai này vào ngày mưa một chút và hơi se lạnh thì chai nước hoa này 10 trên 10. Một sản phẩm rất là thú vị. Nhà nước hoa này như mình được biết là nó chỉ có mỗi đúng 2 chai, một chai nam và một chai nữ, còn lại thì không thấy có một sản phẩm nào. Nên lúc ấy mình có thể mình gọi nó là nhà nước hoa niche, có khi mình sai bởi vì khả năng là nhà này nó làm cả về những mảng khác. Nhưng mà dù sao thì đây là một mùi hương rất là thú vị của nhà thương hiệu này, một sản phẩm đến từ thương hiệu của Na Uy đó. Ở vị trí số 3 đó là một sản phẩm của nhà Issey Miyake và nó có tên là Nui Issey. Mùi hương này là một sự kết hợp giữa nhang da thuộc và một chút ngọt.
cực kỳ là phê. Ôi trời mẹ ơi. Số điểm trên Fragrance Tika không thể nói lên được cái mùi hương của chai nước hoa này. 3.8 quá là thấp. Nếu như kênh em nghĩ nó thấp như thế thì không ngon thì sai lầm. Chúng ta thường hay sợ rằng những chai nước hoa có sử dụng ví dụ như nhang hoặc là nhựa cây thì đấy là những chai nước hoa mùi nó rất là đậm, nó rất là ôi giời ơi. Nhưng ở chai nước hoa này với một cái bàn tay tài tình của perfumer thì mùi nhang khi mà chúng ta xịt chúng ta cảm thấy mùi nhang nó rất là rõ, thế nhưng nó rất là mượt, nó rất là êm, kết hợp cùng với một vị ngọt một chút xíu tạo nên một cái mùi hương rất là thú vị. Dù sao thì đây là một viên ngọc trong đá và đặc biệt sử dụng trong thu đông thì rất là ok. Issei Miyake Nudise, anh em nên thử chai nước hoa này, không đáng là bao cả. Biết đâu chúng ta lại thích một cái mùi hương của nhà nước hoa này. Ở vị trí số 2 đó là một sản phẩm của một thương hiệu đến từ Trung Đông mà nó có tên là Amber Musk. Mặc dù có tên là Amber Musk nhưng mà với cái mũi của mình thì mình chỉ thấy đây là một mùi hương floral rất là thu hút. Mình thề với các anh em nếu như mà có một chị em nào đấy xịt chai nước hoa này thì mình sẽ lấy hết can đảm lên để bắt chuyện, mà nếu mà được thì xin số điện thoại. Bởi vì đấy, mùi hương này nó rất là, nó không ngửi, khi mà ngửi chúng ta không cảm thấy nồng, không cảm thấy sốc, không cảm thấy sắc, mà nó rất là đu đưa, nó rất là đong đưa và nó rất là quyến rũ, nó rất là thu hút. Nói chung mình không biết phải diễn tả nào để mà chuẩn cái mùi hương này, nhưng đây là một cái mùi hương mà các anh em nào ấy mà chúng ta đang cần tìm mua tặng bạn gái một cái chai hương hoa nhẹ nhàng bám mùi tốt nó rất là quyến rũ thì Amber Musk là cái sản phẩm như thế, một viên ngọc trong đá. Và cuối cùng đó là một sản phẩm của nhà Victor & Robert, Dirty Trick. Đây là một sự kết hợp giữa da thuộc, giữa diên vĩ và mực cực kỳ là thú vị. Khi mà lần đầu tiên mình nhìn nốt ở trên chai nước hoa này mình đã òa lên và mình không thể tin được tại sao lại có một nhà nước hoa kết hợp giữa ba cái nốt mùi rất là khó. Và khi mà chúng ta xịt thì chúng ta sẽ cảm thấy cực kỳ đây là một cái mùi hương cực kỳ là bá đạo. Càng về sau ngửi sẽ càng phê. Đó là những cái gì mình muốn nói về chai nước hoa này. Và ngoài Spice Bomb Extreme thì chúng ta nên thử Dirty Trick của nhà Victor & Robert. Các anh em có nhìn thấy không nhỉ? Cái này nó hơi lang loáng. Ok. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 10 Hidden Gem, 10 viên ngọc trong đá trong thế giới mùi hương. Mình xin hy vọng các anh em ở thích này hãy like và share. Nhưng mà cảm thấy video có giá trị đừng quên subscribe kênh của mình nhá. Nếu như các anh em có thêm bất kỳ một Hidden Gem nào hãy comment link bên dưới để có thể giới thiệu giúp mình. Bởi vì mình không phải là cái gì mình cũng biết, mình cũng vẫn cần phải học hỏi, mình vẫn cần phải trau dồi thêm kiến thức. Ok, gặp lại các anh em trong những video sau.